làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi trên đời nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy. Chiều về thăm mái tranh xưa, nghe lời ai hát trong mưa, làm tim tôi thấy nghẹn ngào, nhớ lời mẹ ru thuở nào. Cuộc đời như giấc chiêm bao, giờ tìm mẹ ở nơi nào,
để lòng con với nỗi u sầu, nhớ mẹ tim con nhói đau. Ngày xưa những chiều mưa dưới mái tranh, có mẹ tim con ấm nồng, lời mẹ ru ru cả tâm lòng, đẹp làm sao những ngày ấu thơ. Cầu giang đông đinh, tiếng mẹ mang bao nghĩa tình. Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh, gập ghềnh mẹ dắt con đi. Rồi chiều nay lối về tìm thấy tai tê, mái nhà năm xưa vẫn còn, mà mẹ yêu nay mãi xa rồi. Cuộc đời ơi tôi đã mồ côi. Đang tìm văn pháp dân tinh thọ bài hương thực lễ thượng ơn. Kiên niên lễ ta thường ngã trí hồn tam thứ và tà giang đông tây nam bắc linh thổ mạng thần quang. Về Tây Phương ngày 17 tháng 12 năm Tân Sửu mạng thời nghi chung, thời đưa linh tinh thực giống hồn nhập gia trung. Lại đau đàn tiền thịnh pháp văn kinh tổ tài thực chí chủ kiện tiền trà chăm đi tư tận chăm chăm. Giang Tây Phương nhập gia trung lai đáo đàn tiền thanh pháp văn kinh tỏ tài hướng thật. Trà trăm nhị từng lễ nhị mặt lực thốt dòng mê nghiệp chứng tên vàng chính phẩm trổ qua pháp tăng nhờ chí đà thoái. Giờ bay biệt đông quán khởi đêm trong liên hồn dục nhà rền gian, đau lòng khi các con lệ mai tuôn thào giảm dương đành biệt. Mẹ ơi đây bác con đầy nắng nước mắt chi tha thiết, nghĩa tan thành cả con chưa kịp đền trả sống ơn của mẹ tan tựa đất trời. Nay nhân duyên mang bỏ các con trở về quê cũ. Mẹ ơi sáng nay
tưởng đâu năm năm tôi có cuộc đời nào mà một xa chơi mẹ đành xa nhung tôi tay bưng bát ôm nhớ thổi sắm tiền khi con vừa mở mắt chào đời mẹ mong cho con từng muộn con mơ nay mẹ đâu còn nữa mẹ ơi tay bưng bát cơm con rất đau lòng nhớ thương mẹ đã bế bồng nuôi con gầy khi con đau thì mẹ dạy mong thầy dạy gian chùa miếu tháng ơi cốt nhục tâm tình mà biết sao cả đặng cho mẹ mình dài công giờ đây nhìn cảnh đau lòng nhìn lên luôn an một năm đôi ba tháng các con còn đời còn trong trưa nay mẹ đi đường này tôi từ đây ướt đời ướt trong khi cả con có đi đâu về đây thì đâu tay vàng tay hình chỉ tay bàn hương vắng vẻ đèn xanh nhang tàn con những một bát cùng dừng một bát nhai giang đi mẹ dùng để bao anh mà trọng nghĩa vô biên từ đây nguyên đường nay đã quỳnh tiền đất rộng trời dài sông sâu bề thầm non đài cách xa từ nay quốc vàng trong nhà trước sau vẫn lành hơi ơi gia đình quạnh liêu bỏ cháu tiếp chiêu nhưng đâu còn sống nữa mà mẹ kêu con về thương lên ơi thôi đây duyên phận đã mang âm dương đành cách biệt tây phương độ cho con thảo cháu hiền ở lại trần gian gặp nhiều lợi lạc nếu chủ kiềm thành trà chấm mê tam tình trà chấm tam tình lễ nhị bái giải quy tùng nam bồ tát phật đa ca đa na ya ba lô ni đê tam bạc ra tam bạc ra hồng nam mô tu vô thượng đạo công đức vô biên tánh
phân hoa ta đẹp già ta a di đi đô bà tì a di đi đa tất nam bà tì a di ô đi già già cứ đa ta lệ ta bà qua đây tiếng phật ngộ vô tanh mắt tối bồi bác di bạn lượng hiện giống hồn đủ công đức bộ đặc tư nhất thiết ngã đặng giữ chúng tăng trong hồn thành phật đạo đàn càng lễ hậu bình lễ tạ ơn linh lễ tất tư đáng linh vị mạng thầy mời ta gia quyến xây bàn bên ngoài để thầy làm lễ các đồ lộ mọi người tấn ý chú tôi gì lễ cao đạo lộ nguyện ương nam mô cung vọng lai lâm ngưỡng kỳ chư phật công quan từ bi đổ giống hồn tế danh của bà tịnh thị bé hai nguyên danh canh thịnh niên hướng thượng thọ bát thập nhị tuế giang ư tăng số niên thập nhị hòa tập tắc nhật dấu thời mạng nhi chung này ai nữ gia chủ trần thị hương tiên cùng con gái con rể cháu ngoại quỳ cước an tiền thành tâm tổ nguyện đức đại địa tạng dương bồ tát lễ hưởng ơn kiên miền lễ tam bái xa tâm bồ xa tâm bồ chư vị ngũ phương đạo lộ cùng thành trì kỳ nhật chứng tri độ các phàm về nơi địa đạo tình an về giới tây phương độ linh cứu lên đường tận vô miền nơi phần mộ nay giờ kiếp nhật chương thần tươi ai tôi giáng ư vào lúc 19 giờ tổng phút ngày 17 tháng 12 năm Tân Sửu dấu thời mạng nghi chung ấp lát hầm tỷ cấm gạch đồi quyền châu thành A tinh đầu giang nay giờ kiếp nhật lương thần thời đưa linh thầy mời chiến sĩ trận dòng đồng bào tứ nạn thật lỗi cơ hồn hữu vị vô danh hữu danh vô vị nhà quỷ nhà ta vĩnh ly cổ anh chết công nhà không cửa công nơi nương tựa quan gia cái chủ về đây thọ tài ở thực cùng giữ hương linh của bà tịnh thị bé hai niệm mà sáu chữ a di đà cực giảng tây phương độ linh cứu lên đường tận chốn yên nơi phần mộ hiếu chủ tiền thiền tổ trăm tổ trăm tư từng khởi thân lễ tam bái lương thập ngày 20 tháng 12 năm Tân Sửu đời đưa linh của bà tịnh thị bé hai thầy mời binh chấp chở binh rỡ binh rừng nội binh cấp ngoại binh khai thiên binh linh thiên tướng mẹ tướng cao quyền đệ tướng thủy tướng về đây thọ tài hưởng thực cùng với hương linh của bà tịnh thị bé hai niệm sáu chữ a di đà cực giang tây phương độ linh chủ lên được tới chốn nguyên nơi bậc hộ hiếu chủ tiền tiền cả trăm tam tầng gửi tăng lễ tam bái
ba ta đa nga gia ba lo chi đế lại sau lưng bao yêu thương bao kỷ niệm, nhưng lòng chúng con luôn luôn hướng về mẹ. Mẹ Việt Nam ơi, biết nói gì đây cho vơi lòng thương nhớ, chỉ có lời ca chúng con xin dâng mẹ. Nhớ ơn mẹ, lòng mẹ bao la như trời như biển. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều dì dào, tiếng ru bên thềm chẳng ta soi bóng. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thương, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru mát mát êm như sao diệu dần dần, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ yeah. Cho mưa
gió không quản thân gầy mẹ một sương hai nắng cho ta mãi đều buồn tiên ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng chiến gió không quản thân gầy mẹ hiền một sương hai nắng cho ba mãi đâu buồn phiền ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm đêm nay nhìn mưa xót xa trong lòng nghe tiếng mưa rơi hay dòng lệ rơi bao nhiêu mưa đổ ngoài hiên bấy nhiêu nước mắt mẹ hiền đêm ngày mong ngóng tìm con rơi ngày nào ướt đôi vai gầy bên mái tranh xiêu gian khổ nuôi con mưa rơi rét lạnh từng đêm vẫn nghe hơi ấm êm đềm nhà mình tuy nghèo cách mẹ cha hay chăng nơi chốn quê nhà mẹ già mong ngóng ngày đêm thương con bao đêm trăn trở khóc thơ đâu biết rằng bao giờ con sẽ trở về quê ngày dài con vận ngàn xa bao nhiêu giọt mưa bấy nhiêu giọt dầu
vẫn đâu đây tiếng cười con thơ. Đêm nay mưa đổ ngoài hiên, đêm nay nước mắt mẹ hiền, thương người con ở miền xa. Ngày nào ướt đôi vai gầy, bên mái tranh xiêu gian khổ nuôi con. Mưa rơi rét lạnh từng đêm, vẫn nghe hơi ấm êm đềm, nhà mình tuy nghèo. Mẹ cha hay chẳng nơi chốn quê nhà, mẹ già mong ngóng ngày đêm thương con, bao đêm trăn trở khắp thơ, đâu biết rằng bao giờ con sẽ trở về quê. Dài con vận ngàn xa, bao nhiêu giọt mưa bấy nhiêu giọt sầu, như vẫn đâu đây tiếng cười con thơ. Đêm nay mưa đổ ngoài hiên, đêm nay nước mắt mẹ hiền, thương người con ở miền xa. Đêm nay mưa đổ ngoài hiên, đêm nay nước mắt mẹ hiền, thương người con ở miền xa. Đêm nay mưa đổ ngoài hiên, đêm nay nước mắt mẹ hiền, thương người con ở. Đêm nay mưa đổ ngoài hiên, đêm nay nước mắt mẹ hiền, thương người con ở. Thank you.
Nay bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi? Mẹ giờ này ở chốn nào? Con đang mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi hay sao sáng trên bầu trời? Mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ mẹ. Lời nguyện cầu từ chốn xa, mong ước con yên bình. Mẹ thật hiền tựa nắng mai ấm ôm con tháng ngày. Mẹ giờ này ở chốn rất xa, trong mưa con đã thấy mẹ. Mẹ dịu dàng hát khúc ca, sao con thấy mẹ buồn? Nhìn cánh đồng xa xanh, con nhớ về mẹ. Mẹ trở về với con ấm áp bên mái nhà, và từ bầu trời rất cao, mong ước lời anh đi và với quảng đăng duyên về tội tiểu kiên. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đại Bi Tâm Đà La Ni, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bạn là ma ni tu đà na na co, Nam mô Phật Thích Lạc Đố Hi Mong Ma Di Đà Bà Lô Hi Đế Tát Phật Ca Lăng Đà Bà. Nam mô Na Ra Tăng Kỳ Di Ma, Bạn là Sa Mê Tát Bà Ta Đậu Du Bằng A Tây Yên Tát Bà Ta Ma Ra. Ma ê ma ê đi đà nhân câu lô hi mong đô lô đô lô ba ta gia đê ma ba ta gia ba ta ba tâm ba ra ta gia ô lô lô ma ra ô lô lô hi đi ta ra tất thị tất thị tu đô tu đô bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia bồ đà gia di đế thị gia. Ta bà ma tất đà nhà ta bà tất đà nhu nghe tất bà ra gia ta bà na ra cẩn thị ta bà ma ra na ra ta bà. Tất cả tăng ma một gia ta bà ma tất đà giả chi vô ý thức chứ vô vô minh diệt vô vô minh tận này chi vô lao tự diệt vô lao tự tận vô có tập diệt đạo vô chi diệt vô đắc dĩ vô sở đắc cố bồ đề ta có y mãn nha la la mật đa cố tâm vô quái ngại. Vô quái ngại cố vô cùng vô diễn đi niên nào mong tương cứu cấp thiết vàng làm nề chư Phật thì mãn nha ba la mật đà cố đắc ca nậu đà la tự nhân bi cổ chân thiệt bằng cố thiết mát nhã ba la mật đà chú tục thiết chú di đê đê ba la y đê ba la tăng y đê bồ đề tát ba y đê đê ba la y đê ba la tăng ta già đà già đà đi già ta di đi đô bà tì A di đà đa tất đa anh bà thì a di đà đa đi a la đi a di đà đa đi a già đa đi già ta di đà đô bà tì a di đà đa tất đa bà tì a di đà đa đi a la đi a di đà đa đi a la đa già di ni già già na di đà ta lê ta bà hồi hướng kỳ siêu hạ nguyệt công đức tù tăng hạnh vô biên mắng vui chai hầu hưởng vô nguyên hoạt giới chư dũng thanh tóc giang vô lượng quan và phát quyền tiêu tăng chứng cự biển đảo nguyện đắc trí huệ chương minh liệu hoa nguyên đấu chứng tất tiêu trừ tê tê tường hành bồ tát đạo nguyện dông hồn tịnh độ tây phương cô bẩm nguyên hoa di phụ mẫu hoa ca chiến phật ngộ vô tình bắt tấu bồ tát di văn lữ nguyện dông hồn đủ công đức phổ tập thứ nhất tiết ngã đặng giữ chúng thanh vong hồn thành vật đạo nam mô a di đà phật phục nguyện liên tỳ giáo chỗ địa tạng năng như kim tắc tứ di đề huệ phong ngọc bào quang tiếp độ linh thế danh cụ bà tịnh thị bé an quân thanh thanh tình niên thượng thọ trần thế 82 tuổi tứ vào lúc 19 giờ cộng phút ngày 17 tháng 12 năm tân tú dậu thời mãn nhi chung ấp lang hầm thị cán rạch cầu huyện châu thành tỉnh hậu giang linh tội diệt phước tăng căn lành tăng trưởng
nghiệp chương tiêu trừ tất cả mê đồ tiêu thanh tịnh độ nhất thành tượng đạt dạng tội văn tiêu nguyện vong hồn đắc độ cao tiêu kỳ gia quyến hiện tiền tề gia nam nữ quyến tâm văn hưởng thọ thiên tu chi đức võ nguyện âm tiêu dương tới hà tịnh bạc chơi thanh đồng thành vật nam mô a di đà phật tâm hương linh từ quy pháp đưa nguyện chúng sanh tâm nhập kinh tạng trí huệ như hài hương linh từ quy tăng đưa nguyện chúng sanh tông ly đại chúng nhất thiết vô ngày áo năm xưa
có ai quay về cho mẹ thấy mặt thằng con kia. Bầu trời xa xăm nhắn con tôi dùm về đây bên mái tranh xiêm. Một mình mẹ hoành hiu giờ đây mái tóc như mây khanh ca đầy nỗi lòng nào dơi. Có con chim chiều chiều lặng im không hót trên cây, không hót trên cây. Nó đau trong lòng thấy buồn nỗi buồn mẹ tôi. Quê hương là ca dao mẹ ru thiết tha hôm trăng thanh đùa vui liếu lo trên đồng. Quê hương làm sao quên đi xa mà tôi nhớ dáng mẹ hiền yêu thương. Có con chim chiều chiều lặng im không hót trên cây, không hót trên cây. Nó đau trong lòng thấy buồn. Hương quê thịnh hương năng kiều tỉnh nhất tâm phụng tỉnh thường hà phi hồn tạm xứ giả ba giám đông tây nam bắc linh thủ mạng tần quang thủ giám linh thủ mạng tần ngoại kiếp gì giọng đến kiến nghĩa linh nhất gì tâm hồn để dân phục bà tỉnh thì để ai quân tranh tranh tình niên. Hưởng thượng tọa trần thế bát tập nhị thế giảng hư tăng chủ niên tập nhị ngoài tập tất nghiệp dầu tời mạng nghi chung nại lai đau an tàn tỉnh pháp văn kinh tọ tài hưởng thực kiến chủ tiền tiền đà trăm. Nam mô tăng lương địa bồ tát. Nam mô tăng lương địa bồ tát. Nam mô tăng lương địa bồ tát. Na ta hồi hướng tỳ chiêu an tàn tông đức tù tăng hạnh vui năm nước dài hồi hướng hồi nguyên hoa đi khắp kiến huệ chân minh liệu hồi nguyên tâm chúng bách tiêu trừ tê lê tường hành bồ tát tạo nguyện tâm đây luôn tịnh độ kinh vô lắm chuyên gia di thụ mẫu quá cai trong hồn thành phật đạo vẫn còn tiếng như trên thế giới thế tôn tiền như lai tăng độ tỷ nam mô tiên lạc đồ bồ tát. Nam mô tiên lạc đồ bồ tát. Nam mô tiên lạc đồ bồ tát. Càng càng kinh văn an tàn dĩ mãn nếu chú kiền tiền trà trăm hậu tầng. Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Mẹ già khuất bóng nghìn thu nỗi sầu nhớ mẹ muôn đời lệ rơi. Nếu có linh mẹ chứng cho con.